quý vị và các bạn cùng theo dõi những tin tức đáng chú ý ngày hôm nay. Kiev đánh cược rằng quân đội Ukraine đột kích vào cơ sẽ buộc Nga rút bớt lực lượng khỏi khu vực thị trấn Pokrovsk, nhưng điều đó không hề xảy ra. Ngược lại, cư dân của Pokrovsk lại phải di tản khẩn trương khỏi đây hàng ngày. Tấm biển trên đoàn tàu hỏa ở thị trấn Pokrovsk ghi cụt lùn, di tản. Các gia đình Ukraine tập hợp trẻ em và người già đưa lên tàu hỏa tại nhà ga trung tâm ở thị trấn Pokrovsk thuộc tỉnh Donetsk ở miền đông nước này. Họ bị dìn ôm ấp và nói lời chia tay trong nước mắt. Họ đứng vẫy tay qua cửa sổ khi đoàn tàu rời ga. Quân đội Nga đã tiến sát thị trấn này. Lực lượng cảnh sát địa phương bắc loa đọc to hướng dẫn sơ tán. Những người công dân vận chuyển sách vở, bàn học và tượng đài ra khỏi các công viên, quảng trường. Đến chiều, lệnh giới nghiêm có hiệu lực, đường phố trở nên trống trải, ngoại trừ những xe quân sự đang di chuyển. Chính Tổng thống Ukraine Zelensky và Tổng tư lệnh quân đội nước này Zelensky đã thừa nhận cuộc xung đột tấn công cớt bắt đầu từ ngày 6 tháng 8 đã không đạt được mục tiêu đề ra, là buộc Nga rút bớt quân khỏi Donbass, bao gồm tỉnh Donetsk. Ông Zelensky cũng nói rằng Tổng thống Nga Putin vẫn đang kiên quyết theo đuổi chiến dịch quân sự ở miền đông Ukraine. Người đứng đầu cơ quan hành chính quân sự tại Pokrovsk cho biết, giờ đã quá muộn để có thể bảo vệ Pokrovsk khỏi các cuộc pháo kích dữ dội của đối phương. Binh lính Ukraine tại các cánh đồng và làng mạc gần đó cho biết, quân đội Ukraine đang rút lui hơn 1,6 km mỗi ngày. Người đứng đầu cơ quan hành chính quân sự của thị trấn Pokrovsk, Sergei Dobryak cho biết, quân đội Nga kể từ tháng 4 năm nay đã vượt qua 5 phòng tuyến nằm về phía đông của Pokrovsk. Hiện chỉ còn 2 phòng tuyến nữa để bảo vệ thị trấn chiến lược này. Ông Dobryak cho biết, mặc dù thị trấn sẽ không bị chiếm trong 1 hay 2 ngày, nhưng nếu quân đội Nga tiến đủ gần, họ có thể pháo kích biến thị trấn thành đống hoang tàn. Bản đồ xung đột Ukraine gần đây chỉ ra rằng quân đội Nga đang tiến hành một chiến thuật kẹp trên mặt trận Donetsk. Các lực lượng Nga đã tiếp tục tiến công về phía thành phố Pokrovsk, Newsweek, ngày 4 tháng 9, dẫn nguồn từ Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK của Mỹ. Các blogger quân sự ủng hộ Moscow cho biết quân đội Nga đang cố gắng bao vây hoặc khoanh vùng các lực lượng Ukraine tại Vuhleda. Vuhleda nằm cách Pokrovsk khoảng 40 dặm về phía nam, là một trung tâm hậu cần mà việc chiếm được sẽ mang lại lợi ích lớn cho Nga. Kênh tình báo nguồn mở Ukraine Deep State cho biết rằng thị trấn Prechistivka hiện đang bị Nga chiếm đóng, trong khi trên kênh Telegram Kationik đăng tải rằng sự tiến công này như một sự mở đầu cho việc bao vây Vuhleda bằng chiến thuật kẹp. Cụ thể, Nga đã triển khai các chiến dịch tấn công từ nhiều hướng để kẹp chặt các lực lượng Ukraine ở Donetsk. Hình thức tấn công này bao gồm việc tiến công đồng thời từ hai hoặc nhiều phía để làm cho đơn vị đối phương bị mắc kẹt hoặc bị cắt đứt khỏi các nguồn tiếp tế và đường rút lui. Đội ngũ tình báo xung đột ủng hộ Ukraine cho biết, các lực lượng Ukraine ở phía tây của làng Nevenske đang có nguy cơ bị bao vây, đồng thời cho rằng họ nên rút lui trước khi các lực lượng Nga cắt đứt tuyến tiếp tế và đường rút lui của họ. Trong những tháng tới, Kiev hy vọng rằng một dự luật được ký thành luật vào tháng 4 để cải cách quy định về tuyển quân của Ukraine nhằm tạo nguồn nhân lực mới sẽ có kết quả. Trung tâm Chiến lược Quốc phòng Ukraine cho biết, các lực lượng Nga ở hướng Pokrovsk có thể có lợi thế gấp 4 lần so với Ukraine cả về nhân lực và nguồn cung cấp máy bay không người lái và đạn dược. Họ cho biết Nga có thể đạt đến ngoại ô Pokrovsk vào giữa tháng 9 với tốc độ hiện tại, mặc dù sẽ phải trả giá nặng nề về quân số và thiết bị. Các lực lượng Nga đã tăng cường chiếm lĩnh ở Donetsk kể từ Ukraine tiến công vào khu vực cớt của Nga, làm dấy lên các câu hỏi trong mạng xã hội Ukraine về mục tiêu của cuộc tấn công của Kiev khi bị các bước tiến của Nga ở Donetsk đè bẹp. Hôm 3 tháng 9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói với NBC News rằng Kiev dự định sẽ giữ vô thời hạn 500 dặm vuông lãnh thổ mà họ tuyên bố đã chiếm được. Học viện quân sự lực lượng vũ trang Ukraine IFO tại Poltava, nơi đã bị phá hủy trong cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga vào ngày 3 tháng 9, đã được sử dụng làm căn cứ nơi các giảng viên nước ngoài NATO làm việc để đào tạo nhân sự Ukraine. Thống đốc vùng Kherson Volodymyr Sando cho biết, ông lưu ý rằng các quốc gia NATO đã gửi nhiều chuyên gia đến khu vực chiến sự ở Ukraine. Những người Ukraine bị bắt trên đường phố và bị đưa đến các trung tâm huấn luyện. Tại đây, các chuyên gia NATO đã huấn luyện họ. Trung tâm huấn luyện ở Poltava mà quân đội Nga tấn công vào ngày 3 tháng 9 là một trong những căn cứ quân nhân Ukraine được đào tạo để thành thạo các kỹ năng tác chiến hiện đại. Lực lượng vũ trang Nga đã tấn công trung tâm huấn luyện quân sự ở Poltava bằng tên lửa Iskander. Con số chính xác về tổn thất của lực lượng vũ trang Ukraine vẫn chưa được biết, trong khi Ukraine và Nga cung cấp dữ liệu khác nhau. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết 41 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng, 180 người bị thương. Sau đó, văn phòng tổng công tố tại Kiev báo cáo có 51 binh sĩ thiệt mạng.
sau những tuyên bố chính thức, chính quyền Ukraine đã bị chỉ trích vì cố tình đánh giá thấp số nạn nhân của cuộc tấn công bằng tên lửa. Phó Verkhovna Rada Artem Dmytryuk tin rằng chính quyền bóp méo dữ liệu để không phải chịu trách nhiệm cho những tổn thất lớn hơn nhiều. Hầu hết những người lính đã không sống sót vì sự bất cẩn của chỉ huy của họ, đại biểu quốc hội đã nói thêm. Theo các nhà phân tích giấu tên người Ukraine, số nạn nhân trong cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga vào trung tâm huấn luyện Poltava có thể tăng tới khoảng 600 người. Trong một bình luận hiếm hoi về cuộc sống cá nhân, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết những đứa trẻ trong gia đình ông nói tiếng Trung lưu loát. Tổng thống Nga Vladimir Putin nói với các học sinh tại một trường trung học ở Kinzin, Tuva, cách Moscow khoảng 2.800 dặm về phía đông rằng một số thành viên trong gia đình tôi, những đứa trẻ, cũng nói tiếng Trung, chúng nói trôi chảy. Theo truyền thông Nga, Tổng thống Nga Putin có hai cô con gái, Maria Voronsova và Katerina Titonova, với người vợ cũ Lyudmila Putina. Những người con của ông Putin có cuộc sống được giữ bí mật, được cho là đều đã gần 40 tuổi. Cả hai đều đã bị đưa vào danh sách trừng phạt của EU và Mỹ. Lãnh đạo Điện Kremlin hiếm khi chia sẻ về cuộc sống cá nhân của mình và kiểm soát chặt chẽ mọi thông tin được công khai. Ông Putin và bà Lyudmila ly hôn vào năm 2014. Người ta tin rằng họ có ít nhất 3 đứa cháu. Nhận xét của ông Putin về khả năng ngôn ngữ của các thành viên trong gia đình ông cũng là dấu hiệu cho thấy mối quan hệ đang phát triển giữa Moscow và Bắc Kinh. Nga và Trung Quốc tuyên bố quan hệ đối tác không giới hạn vào tháng 2 năm 2022, chỉ vài ngày trước khi xảy ra cuộc xung đột ở Ukraine. Vào tháng 5, hai nhà lãnh đạo Nga và Trung Quốc đã cam kết mở ra một kỷ nguyên mới trong mối quan hệ giữa hai nước, bao gồm các sáng kiến về kinh tế, chính trị và xã hội. Người ta cho rằng gia đình ông Putin nói được tiếng Nga, tiếng Anh, tiếng Đức và tiếng Pháp. Tuy nhiên, ông Putin đã nói với học sinh rằng họ không nên coi thường tiếng Anh như một ngôn ngữ. Tổng thống Nga nói, tiếng Anh là một ngôn ngữ tuyệt vời, nó đã mang lại cho nhân loại rất nhiều lợi ích trong việc kết hợp kiến thức và đoàn kết mọi người trong lĩnh vực văn hóa. Theo điều tra dân số Nga năm 2022, tiếng Nga, tiếng Anh, tiếng Tata, tiếng Đức và tiếng Chechnya là những ngôn ngữ được sử dụng rộng rãi nhất ở Nga. Trong diễn biến khác, Tổng thống Nga Vladimir Putin chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo Anadolu của Mông Cổ rằng Mông Cổ có thể sử dụng một phần khí đốt khi giúp vận chuyển khí đốt Nga đến Trung Quốc và vấn đề này đang được thảo luận. Nhà lãnh đạo Nga nói thêm, trong những năm gần đây, tất cả các tổng thống Mông Cổ thuộc bất kỳ đảng phái nào đều nêu vấn đề xây dựng đường ống dẫn khí đốt từ Nga đến Trung Quốc qua Mông Cổ trong các cuộc trao đổi. Ông Putin cho biết, năm 2021, chúng tôi đã quyết định bắt tay vào công tác chuẩn bị. Công ty liên doanh đường ống dẫn khí Soyuz Vostok đã được thành lập và đang tiến hành việc thiết kế, thăm dò theo đúng lịch trình đã được phê duyệt. Ngoài ra, việc thiết kế đường ống dẫn khí Soyuz Vostok dài hơn 960 km đang tiếp tục triển khai. Từ tháng 1 năm 2022, một nghiên cứu khả thi cho dự án đường ống dẫn khí này đã được phê duyệt. Các cuộc khảo sát và nghiên cứu kỹ thuật cần thiết đã được thực hiện. Cuối tháng 12 năm 2023, các văn bản cho dự án này đã được hoàn thiện. Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh tới sáng kiến tạo ra hành lang kinh tế Nga, Mông Cổ, Trung Quốc và chỉ ra một số thành tựu đã đạt được trong 10 năm qua. Lưu lượng hàng hóa theo tuyến đường sắt Ulaanbaatar đã tăng một nửa, đạt kỷ lục 32,4 triệu tấn vào năm 2023. Vận chuyển hàng hóa container trung chuyển giữa Nga và Trung Quốc qua lãnh thổ Mông Cổ cũng tăng đáng kể. Ông Putin cũng tiết lộ, Moscow và Ulaanbaatar đang trao đổi về thỏa thuận liên chính phủ liên quan đến cung cấp nhiên liệu và dầu bôi trơn cho Mông Cổ với giá ưu đãi. Theo hãng tin RT của Nga, chuyên cơ chở Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có mặt tại thủ đô Ulaanbaatar, Mông Cổ trong tối ngày 2 tháng 9. Tại thủ đô Ulaanbaatar, Tổng thống Nga Putin đã được chào đón bởi Ngoại trưởng Mông Cổ Badmut Baksesek. Thông báo của Điện Kremlin cho biết, Tổng thống Putin tới thăm Mông Cổ theo lời mời của người đồng cấp Ukhagin Khrushchev nhân kỷ niệm 85 năm trận chiến lịch sử Kharkhinkov trong Thế chiến II. Nhà lãnh đạo Nga có cuộc hội đàm với Tổng thống Mông Cổ Ukhagin Khrushchev trong ngày 3 tháng 9. Bên cạnh đó, chủ nhân Điện Kremlin cũng sẽ gặp gỡ Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Dazhevin Almabayazgalan và Thủ tướng Oun Eder Nusamnamsray. Theo hãng tin RT của Nga, đây là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của Tổng thống Putin tới một nước thành viên của Tòa án Hình sự Quốc tế ICC kể từ khi cơ quan này phát lệnh bắt giữ ông hồi tháng 3. Nga đã đàm phán trong nhiều năm về việc xây dựng đường ống dẫn khí đốt tự nhiên để vận chuyển 50 tỷ mét khối mỗi năm từ vùng Yaman đến Trung Quốc qua Mông Cổ. Dự án Power of Siberia 2 là một phần trong chiến lược của Nga nhằm bù đắp cho phần lớn doanh số bán khí đốt bị mất ở châu Âu kể từ khi triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Dự án này tiếp nối đường ống dẫn cùng tên mà Nga đang sử dụng để cung cấp khí đốt cho Trung Quốc.
Trước khi đến Mông Cổ, Tổng thống Putin cho biết công tác chuẩn bị, bao gồm nghiên cứu khả thi và kỹ thuật, đang được tiến hành theo đúng kế hoạch. Trước đó, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng Moscow không lo lắng về lệnh bắt giữ của Tòa án Hình sự Quốc tế và đã lên kế hoạch kỹ càng cho chuyến công du của ông Putin. Ông Peskov cho biết, chúng tôi không lo lắng, chúng tôi đã duy trì cuộc đối thoại tuyệt vời với những người bạn ở Mông Cổ. Phản ứng về chuyến thăm, Bộ Ngoại giao Ukraine cho rằng việc Mông Cổ không bắt giữ Tổng thống Putin theo quyết định của Tòa Hình sự Quốc tế là đòn giáng nghiêm trọng vào hệ thống luật hình sự quốc tế. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ukraine Georgi Tiki nói, chính phủ Mông Cổ đã không thực hiện cam kết với ICC, đây là một đòn giáng mạnh vào hệ thống tư pháp quốc tế. Ulaanbaatar sẽ phải chịu hậu quả vì hành động của họ. Vào ngày 17 tháng 3 năm 2023, Tòa án Hình sự Quốc tế đã ban lệnh bắt giữ Tổng thống Nga Vladimir Putin và Ủy viên Tổng thống về quyền trẻ em Maria Lvova-Belova với cáo buộc trục xuất bất hợp pháp trẻ em Ukraine. Trong đó có Mông Cổ phải bắt giữ nhà lãnh đạo Nga và chuyển ông đến La Hay, Hà Lan để xét xử nếu ông đặt chân đến lãnh thổ của họ. Điện Kremlin bác bỏ cáo buộc của tòa án, cho rằng quyết định này mang động cơ chính trị. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine Georgi Tiki cho biết Ukraine sẽ hợp tác với các đồng minh của mình để đảm bảo Mông Cổ phải gánh chịu hậu quả. Theo Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, Nga hiện không xem xét việc trao đổi lãnh thổ sau cuộc tấn công của Ukraine vào khu vực Kursk. Ông Sergei Lavrov lưu ý, càng trì hoãn đàm phán thì việc đạt thỏa thuận càng khó. Bình luận về cuộc tấn công của Ukraine vào Kursk, Ngoại trưởng Nga Lavrov nói, rất khó để nói rõ mục tiêu và ý định của họ là gì, nhưng các nhà phân tích chính trị đang thảo luận về vấn đề này và thậm chí Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nói rằng họ sẽ cần điều này cho các cuộc trao đổi trong tương lai. Song theo ông Lavrov, các cuộc tấn công vào Kursk bắt giữ tù nhân, chiếm giữ lãnh thổ Nga với ý định trên thật sự ngây thơ và đơn giản. Ông khẳng định, chúng tôi không thảo luận về lãnh thổ của mình với bất kỳ ai, chúng tôi không đàm phán về lãnh thổ của mình. Ông Lavrov trích dẫn lời Tổng thống Nga Vladimir Putin nói cách đây một năm rưỡi rằng Nga không phản đối các cuộc đàm phán, nhưng những ai phản đối cần nhận thức rằng việc trì hoãn càng lâu thì việc đạt được thỏa thuận càng khó. Ngoại trưởng Lavrov nhắc lại, tại Istanbul, chưa đầy một tháng sau khi bắt đầu hoạt động quân sự đặc biệt của chúng tôi, so với những gì chúng ta thấy hiện tại, việc đạt được thỏa thuận rất dễ dàng, họ không muốn điều đó. Ông Lavrov nhấn mạnh, về mọi vấn đề khác, Tổng thống đã nói vào ngày 14 tháng 6 rằng chúng tôi sẵn sàng giải quyết tình hình dựa trên thực tế trên thực địa, thực tế của Hiến pháp Nga. Trong đó rõ ràng nêu rằng hiện tại chúng tôi có 4 thành phần liên bang mới ngoài Crimea. Tất nhiên, với tất cả những điều này, cũng không thể có cuộc trò chuyện về việc Ukraine gia nhập NATO. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng cho biết Nga hiện tại không tìm kiếm bất kỳ cuộc đàm phán nào. Ông Lavrov nói, Tổng thống Nga đã nhiều lần nói rằng những người đưa ra tuyên bố ám chỉ Nga từ chối đàm phán, trong khi Ukraine sẵn sàng cho các cuộc đàm phán. Ông đã nói điều này nhiều lần, ít nhất hãy nói với Zelensky, hãy bảo ông ta hủy bỏ lệnh cấm đàm phán của mình. Ngoại trưởng Nga cho biết thêm, hai bên lẽ ra đã dễ dàng đạt thỏa thuận ở Thổ Nhĩ Kỳ khi chiến dịch quân sự mới bắt đầu chưa đầy một tháng, nhưng Ukraine không muốn điều đó. Theo Ngoại trưởng Nga Lavrov, việc Ukraine gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO là vấn đề không thể đàm phán. Moscow coi việc Kiev tham gia vào liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu là mối đe dọa an ninh đối với Nga. Moscow cũng nêu rõ, Nga chỉ đàm phán khi Ukraine chấp nhận thực tế mới về lãnh thổ, nghĩa là công nhận bán đảo Crimea và 4 tỉnh gồm Lugansk, Donetsk, Zaporizhia, Kherson đã sáp nhập Nga. Tuy nhiên, Ukraine đã bác bỏ yêu cầu này. Ukraine mở chiến dịch đột kích vào tỉnh biên giới Kursk của Nga hôm 6 tháng 8. Ước tính Kiev đã huy động hơn 10.000 quân cho chiến dịch được nhận định khá rủi ro này. Sau hơn 3 tuần, quân đội Ukraine tuyên bố đã kiểm soát khoảng 1.300 km2 lãnh thổ ở Kursk. Ngoài ra, Kiev cũng bắt giữ hàng trăm tù binh Nga. Theo thống kê của Bộ Quốc phòng Nga, kể từ khi đưa quân vào Nga, Ukraine đã mất tổng cộng hơn 7.800 quân nhân, 65 xe tăng, 27 xe chiến đấu bộ binh, 53 xe bọc thép chở quân, 316 xe chiến đấu bọc thép. Nói về chiến dịch đột kích Kursk, giới chức Ukraine tuyên bố đây là một phần kế hoạch nhằm tạo vùng đệm trong lãnh thổ Nga để bảo vệ cho người dân các vùng biên giới Ukraine. Ngoài ra, chiến dịch này cũng nhằm buộc Nga phải rút bớt nguồn lực khỏi chiến trường Ukraine, từ đó giảm sức ép đối với lực lượng phòng thủ ở miền đông Ukraine. Về phần mình, Nga chỉ trích rằng cuộc đột kích của Ukraine là hành động khiêu khích nghiêm trọng và cảnh báo đáp trả thích đáng. Tổng thống Vladimir Putin và các quan chức trong chính quyền Nga cũng tuyên bố động thái của Kiev đã hủy hoại triển vọng đàm phán chấm dứt xung đột.
Tờ báo Bild của Đức cho biết các chỉ huy lực lượng mặt đất của 35 quốc gia châu Âu cùng với Ukraine và Mỹ đã họp kín tại Dresden, Đức. Cuộc họp được cho là kéo dài từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 8 do chính phủ Đức tổ chức. Theo tờ báo Đức, sự kiện này được bao phủ trong bí mật với các biện pháp an ninh nghiêm ngặt được áp đặt vì lo ngại về gián điệp. Tờ báo cho biết, trong số các chủ đề được thảo luận có các khu vực hoạt động mới của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO ở Thụy Điển và Phần Lan, hai quốc gia đã gia nhập khối quân sự do Mỹ dẫn đầu trong 18 tháng qua, cũng như phân tích mối đe dọa và bài học rút ra từ xung đột Ukraine. Theo tờ báo Bild của Đức, cuộc họp còn có sự trình diễn thiết bị quốc phòng mới nhất của Đức, bao gồm hệ thống phòng không Skyranger của tập đoàn quốc phòng hàng đầu của Đức Rheinmetall, được trang bị khẩu pháo tự động kiểu súng lục và radar mạnh mẽ. Tờ báo Bild mô tả nó là ý tưởng để chặn các máy bay không người lái của kẻ thù. Ngoài ra, một loại pháo điều khiển từ xa RCH-155 mới đã được trình bày cho các quan chức quân đội ở Dresden. Theo tờ báo Bild của Đức, 54 đơn vị đầu tiên của loại vũ khí pháo điều khiển từ xa RCH-155 mới này dự kiến sẽ được giao cho Ukraine vào năm 2025 và một số quân đội châu Âu cũng được cho là đã bày tỏ sự quan tâm. Vào đầu tháng 8, Rheinmetall đã công bố rằng họ đã gần như gấp đôi lợi nhuận hoạt động trong nửa năm 2024. Tập đoàn vũ khí này cho biết cuộc xung đột ở Ukraine là một trong những yếu tố đã cải thiện đáng kể hiệu suất kinh doanh. Hồi tháng 6, tờ báo Bild của Đức trích dẫn lời của người đứng đầu hệ thống mặt đất của Rheinmetall, Björn Bernhardt, cho biết một biến thể của Skyranger lắp trên khung gầm của xe tăng Leopard 1 từ thời chiến tranh lạnh của Đức có thể sớm được cung cấp cho Ukraine. Rheinmetall hiện đang xây dựng một nhà máy mới ở Lower Saxony và công ty đã cho biết vào tháng 5 rằng họ đặt mục tiêu sản xuất lên đến 700.000 viên đạn pháo mỗi năm vào năm 2025. Nhà sản xuất vũ khí của Đức đã mở một trung tâm bảo trì xe tăng ở Tây Ukraine vào tháng 6 và đã công bố kế hoạch thiết lập thêm các nhà máy đạn dược và phòng không trên lãnh thổ Ukraine. Các quan chức cấp cao của Nga đã cảnh báo rằng Moscow sẽ coi những cơ sở này là mục tiêu hợp pháp cho các cuộc tấn công quân sự. Điện Kremlin luôn lập luận rằng viện trợ quân sự của phương Tây cho Kiev chỉ nhằm mục đích kéo dài xung đột máu, chứ không thể thay đổi kết quả cuối cùng. Trong diễn biến liên quan mới nhất, Đài RT của Nga dẫn lời thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin cho biết quân đội Nga đã phá hủy chiếc UAV đầu tiên gần Podolsk, cách thủ đô khoảng 40 km về phía nam, lúc khoảng 1 giờ 20 phút sáng ngày 1 tháng 9. Gần 1 giờ sau, ông Sobyanin tuyên bố một chiếc UAV khác đã bị bắn hạ trên đường di chuyển đến Moscow. Trong một loạt thông điệp đăng tải tiếp theo trên kênh Telegram trong 4 giờ, thị trưởng Moscow, ông Sobyanin thông báo có thêm 3 UAV bị ngăn chặn ở các quận Stubino, Odisovo và Leninsky của Moscow. Vị thị trưởng Moscow lưu ý, tính đến 5 giờ giờ địa phương ngày 1 tháng 9, hệ thống phòng không Nga vẫn tiếp tục nhắm bắn các mục tiêu đối phương. Theo thông tin sơ bộ, các mảnh vỡ rơi xuống không gây thương vong hoặc thiệt hại đáng kể nào trên mặt đất. Lực lượng ứng phó tình huống khẩn cấp đang có mặt tại hiện trường. Theo hãng tin RBC Ukraine, quân đội Nga đã tấn công Kharkov bằng tên lửa Light-Grom E-1, đánh dấu lần đầu tiên loại vũ khí light được triển khai tại khu vực này. Thị trưởng thành phố Kharkov Ihor Terekhov cho biết, trong cuộc tấn công vào thành phố tối ngày 31 tháng 8, quân đội Nga lần đầu tiên triển khai tên lửa Light-Grom E-1. Báo cáo ban đầu cho biết, cuộc tấn công đã được thực hiện từ khu vực Berezovsk, vùng Belgorod của Nga. Theo các nguồn dữ liệu quân sự, tên lửa Grom E-1 dựa trên tên lửa KH-38 của Liên Xô được gọi là tên lửa lai vì nó là sự kết hợp của tên lửa hành trình và bom lượn. Tên lửa nặng 594 kg, trong đó đầu đạn nổ phá mảnh có trọng lượng 315 kg. Tùy vào nhiệm vụ mục tiêu, tên lửa có tầm hoạt động từ 10 đến 120 km. Sau khi được thả từ máy bay, động cơ tên lửa phóng được khởi động. Xét về hiệu quả tấn công, loại tên lửa lai này gấp 1,8 lần so với bom dây tự do OFAB 250-270. Ngoài Grom E-1 cơ bản, Nga cũng có một phiên bản cải tiến là Grom E-2. Phiên bản này không có mô đun động cơ tên lửa. Ở phiên bản mới, đầu đạn của tên lửa đã tăng lên 480 kg, do đó tầm bay của tên lửa giảm xuống còn 65 kg. Tên lửa này là một phần trong kho vũ khí của máy bay MiG-35, Su-34, Su-35, Su-57 và trực thăng tấn công. Cả hai tên lửa đều có thân hình trụ và cánh gấp, có thể được triển khai cả trong khoang bên trong của máy bay và các giá treo bên ngoài. Vũ khí được thiết kế để tấn công các mục tiêu tầm xa với độ chính xác cao. Kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột, Nga đã nhiều lần triển khai Grom E-1 để tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ Ukraine. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên loại vũ khí được ghi nhận trong vụ tấn công vào Kharkov. Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrsky đã ra lệnh thẩm tra lý lịch bổ sung đối với tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Lực lượng Hệ thống Không người lái Roman Hlasky. Trong thời gian này, ông Hlasky phải tạm dừng đảm nhận chức vụ.
Theo hãng tin Pravda, quyết định của Tổng tư lệnh Zelensky được đưa ra sau cuộc họp của Ủy ban An ninh Quốc gia, Tình báo và Quốc phòng của Quốc hội Ukraine. Dữ liệu từ tòa án cho thấy, năm 2020, ông Zelensky đã kiện cơ quan an ninh Ukraine về một quyết định do người đứng đầu chi nhánh cơ quan an ninh Ukraine ở Odessa đưa ra, trong đó tước quyền tiếp cận bí mật nhà nước của ông Zelensky. Ngày 3 tháng 9, cơ quan an ninh Ukraine bất ngờ thừa nhận đã không tiến hành kiểm tra Roman Zelensky trước khi ông được bổ nhiệm làm tham mưu trưởng lực lượng hệ thống không người lái vì luật pháp không yêu cầu thẩm tra lý lịch với chức vụ này. Lực lượng hệ thống không người lái được thành lập như một nhánh quân sự riêng biệt vào tháng 2. Đến tháng 8, ông Zelensky được bổ nhiệm vị trí tham mưu trưởng, phụ trách lập kế hoạch cho lực lượng này. Quyết định này đã làm dấy lên làn sóng phản đối của công chúng. Trang blog lưu ý, ông Zelensky bị cáo buộc tội phản quốc, gián điệp và tham nhũng. Trang thông tin này cũng mô tả ông là một người không liên quan đến máy bay không người lái. Blogger và nhà hoạt động nổi tiếng Sergei Stenenko cho rằng ông Zelensky được bổ nhiệm để phá hủy lực lượng hệ thống không người lái từ bên trong. Vợ của ông Zelensky có quốc tịch Nga và đã cư trú tại Crimea sau khi bán đảo này trở thành một phần của Nga vào năm 2014. Con gái ông cũng đại diện cho Nga trong các cuộc thi thể thao. Lực lượng vũ trang Ukraine đã phủ nhận các cáo buộc liên quan đến vấn đề này. Việc tạm đình chỉ chức vụ của ông Zelensky diễn ra trong bối cảnh chính phủ đang có sự cải tổ lớn. Ngày 3 tháng 9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã sa thải phó chánh văn phòng Tổng thống và chấp nhận đơn từ chức của 3 bộ trưởng cùng 2 phó thủ tướng. Truyền thông Ukraine đưa tin, Bộ trưởng Ngoại giao Dmitry Kuleba cũng có thể sớm bị thay thế. Trong khi Chủ tịch Quốc hội Ukraine Ruslan Stefanchuk cho biết đã có một phó thủ tướng và 3 bộ trưởng nội các Ukraine nộp đơn từ chức, Tổng thống nước này, ông Volodymyr Zelensky, cũng ký xác lệnh sa thải phó chánh văn phòng của mình là Rostislav Soma. Theo đó, Chủ tịch Quốc hội Ukraine Ruslan Stefanchuk cho biết, Bộ trưởng Chính phủ phụ trách việc giám sát hoạt động sản xuất vũ khí trong nước trong cuộc chiến với Liên bang Nga, ông Oleksandr Kamysin đã nộp đơn từ chức vào ngày 3 tháng 9, cùng với 2 bộ trưởng khác là Bộ trưởng Tư pháp Denis Malyuska và Bộ trưởng Môi trường Ruslan Shalev. Ngoài ra, Chủ tịch Quốc hội Ukraine cũng thông báo về việc từ chức của Phó Thủ tướng phụ trách hội nhập châu Âu, bà Ola Stefanishina. Theo ông Stefanchuk, các nhà lập pháp sẽ xem xét yêu cầu từ chức của các quan chức liên quan. Thông tin Bộ trưởng Công nghiệp Chiến lược Oleksandr Kamysin rời khỏi chức vụ hiện tại cũng được chính quan chức này xác nhận khi viết trên tài khoản Telegram rằng tôi sẽ tiếp tục làm việc trong lĩnh vực quốc phòng nhưng ở một vai trò khác. Ông Kamysin, 40 tuổi, được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Công nghiệp Chiến lược vào tháng 3 năm 2023 và đã đi đầu trong nỗ lực của Ukraine nhằm tăng cường sản xuất quốc phòng từ thiết bị bay không người lái tấn công đến tên lửa tầm xa khi các lực lượng Kiev chiến đấu với các lực lượng của Liên bang Nga có quy mô lớn hơn và được trang bị vũ khí tốt hơn nhiều. Lý do từ chức không được nêu rõ, nhưng việc Phó Thủ tướng Ola Stefanishina cùng 3 bộ trưởng khác trong nội các nộp đơn từ chức diễn ra trong bối cảnh nhiều tuần qua ở Ukraine, dư luận đồn đoán nhiều về một cuộc cải tổ chính phủ đang đến gần, trong khi các nhà lập pháp và nhiều chuyên gia phân tích chính trị kỳ vọng những thay đổi lớn trong chính phủ Ukraine sẽ bắt đầu vào mùa hè. Trong một diễn biến liên quan tới thay đổi nhân sự cấp cao ở Ukraine, khi phát biểu qua video vào tối ngày 3 tháng 9, Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky cũng thông báo những thay đổi để tăng cường sức mạnh cho một số lĩnh vực nhất định của chính phủ Ukraine với những thay đổi sẽ diễn ra tại văn phòng Tổng thống. Theo một xác lệnh trên trang web của Tổng thống, thì ông Zelensky đã sa thải phó chánh văn phòng của mình là Rostislav Soma. Ngoài ra, theo tờ The Kiev Independent, Vitaly Kovan, người đứng đầu Quỹ Tài sản Nhà nước Ukraine, cũng đã đệ đơn từ chức sau 9 tháng tại nhiệm. Theo Pravda, mới đây, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ký ban hành lệnh trừng phạt với các thực thể có liên quan tới cơ sở hạ tầng phòng không của Nga. Ông Zelensky cho biết, tôi đã ký quyết định trừng phạt gần 150 pháp nhân và cá nhân liên quan hoạt động các cơ sở hạ tầng hàng không của Nga. Lệnh trừng phạt được đưa ra bởi Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine. Cũng theo Tổng thống Zelensky, ông đã ký một lệnh trừng phạt khác liên quan tới những người Ukraine ủng hộ Nga. Ông Zelensky nói thêm, những nhân vật này được coi là đồng lõa với Moscow. Trong khi đó, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Zelensky mới đây đã thừa nhận về tình hình khó khăn tại tiền tuyến Donetsk. Ông Zelensky cho biết, tình hình vẫn đang rất phức tạp. Thành phố Pokrov vẫn là nơi ghi nhận nhiều cuộc giao tranh nhất trên khắp các mặt trận khi Nga mở 34 cuộc tập kích ở đây nhằm chiếm lợi thế ở Donetsk. Theo giới quan sát, Ukraine sẽ rơi vào thế khó nếu để mất quyền kiểm soát Pokrov. Khi đó, Nga sẽ có cơ hội để tiến sâu hơn nữa vào các khu vực chiến lược nhằm hướng tới mục tiêu kiểm soát toàn bộ vùng Donbass. Nguồn tin của Forbes tiết lộ rằng Ukraine đang khẩn trương triển khai lữ đoàn Karadag tới Pokrov để tăng cường phòng thủ. Lữ đoàn này có quy mô khoảng 2.000 người, là một trong những lực lượng tinh nhuệ nhất của Kiev. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, quân đội nước này đã giành quyền kiểm soát thêm 2 khu định cư
VMK và Pichichi ở vùng Donetsk, miền đông Ukraine. Sputnik trích dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các đơn vị thuộc Cụm Lực lượng phía Nam đã thâu tóm kiểm soát khu định cư VMK, trong khi binh lính thuộc Cụm Lực lượng Trung tâm đã giành quyền kiểm soát làng Pichichi. Theo nhà chức trách Nga, các lực lượng Moscow đang tiếp tục tiến sâu hơn vào hàng phòng ngự của đối phương. Chỉ trong vòng 24 giờ qua, họ đã khiến Kiev mất tới 1.920 binh sĩ. Cụm lực lượng phía Nam của Nga khẳng định đã đánh bại quân Kiev ở các khu định cư Hotcher, Zalinianskoy, Chasovya, Stuboki và Antonovska thuộc Donetsk, khiến 660 binh sĩ Ukraine thiệt mạng. Ngoài ra, các đơn vị chiến đấu thuộc cụm lực lượng này cũng đã phá hủy 3 kho đạn, một bệ pháo tự hành M109 Paladin 155mm do Mỹ sản xuất, hai bệ pháo tự hành Grab 155mm do Ba Lan chế tạo, hai khẩu pháo D-20 152mm, hai lựu pháo 122mm và một khẩu pháo L-119 105mm do Anh sản xuất, cùng hai trạm tác chiến điện tử của đối phương trong khu vực. Cụm lực lượng trung tâm của Nga đã thống kê loại bỏ 560 binh sĩ, một xe tăng, 4 xe bọc thép, 5 xe cơ giới, hai bệ pháo tự hành Gvozdiska 122mm và 5 khẩu pháo D-30 122mm của Ukraine trong khoảng cùng thời gian. Trong khi đó, Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb đánh giá tình hình xung đột Nga-Ukraine hiện vẫn nghiêm trọng, nhưng trong vị thế của Ukraine có vẻ tốt hơn so với 3 tháng trước. Theo ông Stubb, hiện rất khó để dự đoán khi nào cuộc xung đột giữa hai nước láng giềng này sẽ kết thúc. Ông nhấn mạnh, việc bắt đầu các cuộc thảo luận về hòa bình sẽ là một diễn biến tích cực. Tổng thống Phần Lan cam kết, chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine chừng nào còn cần thiết. Ông lưu ý, việc Phần Lan đã chọn bên khiến nước này khó có thể đóng vai trò là trung gian trong các cuộc hòa đàm. Đối với câu hỏi tại sao Ukraine đang bị hạn chế sử dụng vũ khí phương Tây chuyển giao để tấn công các mục tiêu trong lãnh thổ của Nga, ông Stubb nói sẽ không có những hạn chế như vậy nếu các lực lượng Kiev hành động để tự vệ, tuân thủ luật pháp quốc tế và không nhằm vào các mục tiêu dân sự. Nhà lãnh đạo Phần Lan đánh giá Nga là mối đe dọa số 1 về an ninh đối với đất nước của ông, nhưng không có lý do gì để lo ngại vào lúc này. Ông cảnh báo Helsinki cần phải chuẩn bị cho giai đoạn bất ổn trong quan hệ Nga-Phần Lan. Moscow hiện chưa lên tiếng bình luận trước phát biểu của Tổng thống Phần Lan. Giới chức biên giới Belgorod của Nga đã cáo buộc quân đội Ukraine sử dụng đạn chùm nhắm vào dân thường sinh sống tại đây. Thống đốc tỉnh Belgorod của Nga Vyacheslav Glakov đã nói với hãng tin RT rằng vụ tấn công bằng đạn chùm do quân đội Ukraine thực hiện đêm 30 tháng 8 đã khiến cho 5 dân thường thiệt mạng và 37 người bị thương. Các hệ thống phòng không Nga tác chiến ở Belgorod đã bắn hạ một số mục tiêu khi chúng định tiếp cận thủ phủ tỉnh. Tuy nhiên, đòn tấn công từ phía Ukraine đã khiến cho một xe hơi, một tòa chung cư cùng nhiều tòa thương mại bị phá hủy hoặc hư hại. Số liệu thống kê cho thấy đã có ít nhất 5 dân thường thiệt mạng. Ông Glakov nói, cũng theo vị quan chức trên, quân đội Ukraine lần này đã sử dụng pháo phản lực Vampire do Cộng hòa Séc viện trợ để phóng các tên lửa mang đầu đạn chùm vào tỉnh Belgorod. Quân đội Ukraine tới nay vẫn chưa bình luận về cáo buộc trên. Thông báo từ quân đội Nga cho hay, lực lượng tên lửa của họ gần đây đã phá hủy một kho đạn chứa vũ khí lớn nằm ở tỉnh Sumy, Ukraine. Theo nội dung bản thông báo cho biết, máy bay không người lái UAV của Nga trong quá trình trinh sát ở khu vực khu định cư Nizhnya Sirovatka thuộc tỉnh Sumy đã phát hiện một kho chứa tên lửa, đạn pháo và thiết bị quân sự của các lực lượng vũ trang Ukraine tại đó. Sau khi nhận dữ liệu tọa độ từ UAV, lực lượng tên lửa Nga đã sử dụng khí tài Iskander-M tập kích nhà kho trên. Bộ Quốc phòng Nga sau đó đã đăng đoạn video ghi lại khoảnh khắc tên lửa Iskander phá hủy kho vũ khí của Ukraine. Cựu đại tá quân đội Mỹ Lauren Wilkerson cho rằng lực lượng vũ trang Ukraine đang sụp đổ trên tiền tuyến chính ở khu vực quân khu phía Bắc. Theo đó, đại tá quân đội Mỹ đã nghỉ hưu Lauren Wilkerson cho biết trong cuộc phỏng vấn với kênh YouTube có tên Georgian Freedom, Ukraine đang hứng chịu thất bại trên chiến tuyến chính trong vùng tác chiến đặc biệt. Ông lưu ý, sự sụp đổ thực sự là Ukraine đang bị đánh bại, nó đang bị ăn sống ở tiền tuyến chính, ở Donbass. Theo đại tá, bằng cách cử các lữ đoàn mới tấn công khu vực Kursk, Kiev chỉ làm trầm trọng thêm thất bại của mình. Đồng thời, ông Wilkerson lưu ý rằng, lực lượng vũ trang Ukraine hiện đang giành phần lớn, nếu không phải là tất cả, lực lượng dự bị chiến lược cho hướng này. Quân nhân đã nghỉ hưu kết luận, tôi sẽ không ngạc nhiên nếu họ thực sự đang củng cố thất bại chiến lược, đây là một trong những sai lầm lớn nhất của Bộ Chỉ huy Quân sự. Ngày 30 tháng 8, Bộ Quốc phòng báo cáo rằng trong cuộc giao tranh ở khu vực biên giới vùng Kursk, các đơn vị quân Nga đã tiêu diệt hơn 7.800 quân nhân Ukraine, 75 xe tăng, 36 xe chiến đấu bộ binh, 64 xe bọc thép chở quân, 15 bệ phóng đa nòng, hệ thống tên lửa, bao gồm 4 HIMARS MLRS. Trước đó, chuyên gia người Anh Alexander Mercuric cũng cho biết trên blog của mình trên kênh YouTube rằng tuyến phòng thủ của quân đội Ukraine gần Torres và Chasovya sẽ sớm bắt đầu sụp đổ.
Theo ông, một loạt thất bại của lực lượng vũ trang Ukraine ở Donbass sẽ sớm dẫn đến sụp đổ của hàng phòng ngự của quân đội Ukraine dọc gần như toàn bộ chiến tuyến. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov đã nói với TASS rằng Nga sẽ thay đổi học thuyết hạt nhân dựa trên phân tích các xung đột gần đây và hành động của phương Tây liên quan tới chiến sự Ukraine. Thứ trưởng Ngoại giao Nga cho biết, công việc đang ở giai đoạn tiến triển cao và có một ý định rõ ràng để điều chỉnh học thuyết hạt nhân. Điều này là do xem xét và phân tích sự phát triển của các xung đột gần đây, bao gồm mọi thứ liên quan đến chính sách gia tăng của các đối thủ phương Tây trong cuộc chiến ở Ukraine. Ông giải thích rằng học thuyết hạt nhân sửa đổi đang được hoàn thiện nhưng còn quá sớm để nói về khung thời gian cụ thể cho việc hoàn thành. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nói trước đó rằng học thuyết hạt nhân của Nga là một tài liệu sống, có thể được sửa đổi nếu cần thiết. Nhà lãnh đạo Nga cũng nhấn mạnh, Moscow cho rằng việc trao đổi hạt nhân sẽ không bao giờ xảy ra. Trước đó, ông Ryabkov đã lưu ý rằng các hành động của phương Tây dẫn tới vấn đề cập nhật học thuyết hạt nhân của Nga theo các yêu cầu hiện tại. Theo ông, Mỹ và các đồng minh của họ đang khiến tình hình chính trị đối ngoại trầm trọng hơn, và Moscow liên tục phân tích tài liệu răn đe hạt nhân của mình có phù hợp với những thách thức này hay không. Moscow cáo buộc phương Tây sử dụng Ukraine như một quân cờ để tiến hành chiến tranh chống lại Nga, với mục đích gây ra một loạt thất bại chiến lược cho Nga và phá vỡ đất nước này. Mỹ và các đồng minh của mình bác bỏ điều đó, cho rằng họ đang giúp Ukraine tự vệ trước cuộc chiến của Nga. Học thuyết hạt nhân hiện tại của Nga được cập nhật vào năm 2020. Theo đó, Nga có thể sử dụng vũ khí hạt nhân của mình nếu đối phương sử dụng loại vũ khí hủy diệt hàng loạt này hoặc các loại vũ khí khác chống lại Nga hoặc các đồng minh của Nga. Hoặc trong trường hợp Nga bị tấn công bằng vũ khí thông thường nhưng đe dọa đến sự tồn tại của nhà nước. Nguyên nhân dẫn tới việc Ukraine mất tiêm kích F-16 đầu tiên vẫn là điều bí ẩn. Hai quan chức quân sự cấp cao của Mỹ cho rằng nguyên nhân vụ tai nạn có thể không phải là do hỏa lực thân thiện. Các quan chức không quân Ukraine cho biết, sau khi đánh chặn 3 tên lửa hành trình và một máy bay không người lái UAV của Nga trong cuộc tấn công ngày 26 tháng 8, phi công lái F-16 Oleksiy, biệt danh Moonfish, tiếp tục tìm cách đánh chặn một mục tiêu khác trong khi bộ phận kiểm soát mặt đất mất liên lạc với chiếc máy bay này. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã sa thải người đứng đầu không quân nước này và cam kết sẽ điều tra kỹ lưỡng vụ việc, bao gồm cả khả năng mà một quan chức phương Tây đã nêu ra hôm 30 tháng 8 là F-16 bị bắn rơi do hỏa lực thân thiện từ một tổ hợp tên lửa Patriot. Tuy nhiên, ngày 31 tháng 8, hai quan chức quân sự cấp cao của Mỹ cho biết hỏa lực thân thiện quân ta bắn quân mình có thể không phải là nguyên nhân khiến máy bay F-16 bị rơi. Các nhà điều tra của Mỹ cũng như Ukraine đang xem xét nhiều khả năng khác nhau, trong đó bao gồm cả hỏng hóc cơ học và lỗi của phi công. Anatoly Kravchinsky, phi công và cựu sĩ quan không quân Ukraine cho biết, việc mất phi công là một tổn thất rất lớn, đặc biệt đó lại là một trong những người đã vận động tích cực để Ukraine có thể sở hữu F-16. Về chiếc máy bay, điều quan trọng cần phải hiểu rằng đây là xung đột và tổn thất là điều không thể tránh khỏi. Chúng tôi đang chiến đấu với một quốc gia có thể phóng hơn 200 vũ khí vào Ukraine chỉ trong một cuộc tấn công, bao gồm tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái, ông Kravchinsky nói. Các nhà phân tích quân sự Ukraine cho biết vẫn còn quá sớm để suy đoán về nguyên nhân gây ra vụ tai nạn, nhưng họ nhấn mạnh rằng các hệ thống phòng không phương Tây và máy bay chiến đấu F-16 chưa bao giờ hoạt động cùng nhau trong những điều kiện phức tạp như hoàn cảnh ở Ukraine hôm 26 tháng 8. Cùng lúc Đại tá Metz đang truy đuổi tên lửa của Nga, các đội điều khiển 3 hệ thống phòng không khác nhau, bao gồm Patriot, các nhóm cơ động với tên lửa Stinger và tên lửa Starship của Anh, đều đang nỗ lực đánh chặn 127 tên lửa và 109 UAV của đối phương. Ông Kravchinsky, cựu quan chức không quân Ukraine cho biết, nhiều thứ có thể dẫn đến việc mất chiếc F-16, bao gồm tình trạng kỹ thuật của máy bay, lỗi của phi công hay các yếu tố bên ngoài. Theo ông, cũng có khả năng các mảnh vỡ của một tên lửa bị đánh chặn đã văng trúng một bộ phận quan trọng của máy bay. Tại thời điểm này, tất cả các khả năng đều đang được xem xét, bao gồm cả hỏa lực thân thiện, ông Kravchinsky nói. Nói về khả năng F-16 bị hệ thống phòng không Patriot bắn rơi, cựu chuyên gia phân tích của Bộ Quốc phòng Mỹ và Trung tá nghỉ hưu của Không quân Mỹ, Karen Wojcicki, nói rằng cả Mỹ và Vương quốc Anh trước đây đều từng mất một máy bay do hỏa lực thân thiện của Patriot trong chiến tranh vùng vịnh năm 1991. Mặc dù vấn đề gây ra những sự cố này đã được khắc phục vào năm 2003, nhưng bà Wojcicki lưu ý rằng Patriot cung cấp cho Ukraine có thể là những hệ thống cũ hơn và vẫn có thể dễ bị lỗi. Bà Wojcicki nêu quan điểm,
Tất cả những nhà quan sát thẳng thắn cả trong và ngoài cuộc xung đột này đều biết rằng Ukraine đang chiến đấu với một loạt các thiết bị cũ hơn, thường không tương thích về mặt công nghệ, được vận hành bởi những người thường không quen thuộc với các hệ thống đó và trong một không gian chiến đấu hỗn loạn, không được hỗ trợ hậu cần tốt. Bà nói thêm, hỏa lực thân thiện là một vấn đề lớn trong mọi cuộc xung đột và đặc biệt là đối với Ukraine vì các hệ thống thông tin liên lạc và kiểm soát không được tích hợp tốt và các nhà điều hành mặt đất ngày càng ít được đào tạo và kinh nghiệm hơn khi cuộc chiến tiếp diễn. Bà Wykowski cho rằng việc Ukraine mất máy bay chiến đấu F-16 đầu tiên do NATO cung cấp khó có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến các kế hoạch của khối quân sự này. Mỹ và NATO biết rằng chỉ với một số ít máy bay F-16 cũ và không được triển khai và vận hành theo chiến lược sẽ khó giúp Ukraine giành chiến thắng trong cuộc xung đột. Họ đã trì hoãn suốt một thời gian dài và từng không có ý định gửi chúng với số lượng lớn. Vụ rơi chiếc F-16 đầu tiên ở Ukraine và dự đoán về những tổn thất trong tương lai có thể khiến phương Tây không muốn gửi thêm F-16 cho Ukraine, nhưng đây là kế hoạch đã được cam kết, bà Wykowski giải thích. Liên quan đến việc Ukraine cho rằng vụ rơi F-16 là tổn thất không liên quan đến chiến đấu, theo bà Wykowski, không nên đánh giá như vậy nếu chiếc tiêm kích gặp nạn sau khi bắn hạ tên lửa hành trình của Nga. Bà Wykowski nói thêm rằng, nếu tổn thất này xảy ra trong tình huống của Mỹ hoặc NATO, nó sẽ được phân loại là tổn thất liên quan đến chiến đấu. Tuy nhiên, nếu Kiev muốn nhận được nhiều thiết bị và công nghệ cao cấp hơn, và thậm chí là sự cho phép của Mỹ để tấn công sâu vào Nga, họ phải tránh đổ lỗi tổn thất cho quân đội của chính họ hoặc ưu thế về chiến đấu, hậu cần, chiến lược của Nga. Tòa án hình sự quốc tế ICC, Ukraine và EU đều đã kêu gọi Mông Cổ bắt giữ Tổng thống Nga Putin, trích dẫn lệnh năm 2023 về trục xuất cưỡng bức trẻ em Ukraine. Mặc dù Mông Cổ là một bên ký kết ICC, nhưng Ulaanbaatar đã không làm như vậy. Người phát ngôn của chính phủ cho biết, Mông Cổ phụ thuộc vào các nước láng giềng với năng lượng và duy trì chính sách trung lập, đáp lại yêu cầu bắt giữ Tổng thống Nga Vladimir Putin theo lệnh truy nã tội ác chiến tranh. Một phát ngôn viên của chính phủ đã trả lời hãng tin Politico EU qua email vào ngày 3 tháng 9 rằng, Mông Cổ nhập khẩu 95% sản phẩm dầu mỏ và hơn 20% điện từ khu vực lân cận của chúng tôi, nơi trước đây đã bị gián đoạn vì lý do kỹ thuật. Nguồn cung này rất quan trọng để đảm bảo sự tồn tại của chúng tôi và người dân của chúng tôi. Người phát ngôn cho biết thêm, Mông Cổ luôn duy trì chính sách trung lập trong mọi quan hệ ngoại giao. Điều này đã được thể hiện trong các tuyên bố đã lưu trữ của chúng tôi cho đến nay. Tổng thống Nga Putin đã đến Mông Cổ theo lời mời của người đồng cấp Ukhanagin Khuresut và gặp gỡ các quan chức cấp cao tại Ulaanbaatar để thảo luận về quan hệ đối tác chiến lược giữa hai quốc gia. Tổng thống Nga cũng tham dự lễ kỷ niệm 85 năm trận Khakhin-Gon, một chiến thắng quyết định của quân đội Liên Xô và Mông Cổ trước quân đội đế quốc Nhật Bản, bảo vệ sườn phía đông của Liên Xô trong hầu hết Thế chiến lần thứ hai. Trong cuộc gặp, ông Putin đã mời người đồng cấp Mông Cổ Ukhanagin Khuresut đến dự hội nghị thượng đỉnh BRICS tại thành phố Kazan của Nga vào tháng tới. Ông Khuresut cũng đã chấp nhận lời mời. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine Georgi Tikhi cho biết trên mạng xã hội rằng Kiev sẽ hợp tác với các đối tác để đảm bảo rằng điều này sẽ gây hậu quả cho Ulaanbaatar. Mông Cổ nằm giữa Nga ở phía Bắc và Trung Quốc ở phía Nam và duy trì mối quan hệ tốt với cả Moscow và Bắc Kinh. Ulaanbaatar cũng ký các quy chế Rome và gia nhập ICC vào năm 2002 và một trong những thẩm phán của nước này đã được bổ nhiệm vào tòa án đầu năm nay. Mặc dù tòa án có thể chính thức lên án Mông Cổ vì không thực thi lệnh của mình, nhưng tòa án không có thẩm quyền áp dụng các hình phạt như phạt tiền hoặc trừng phạt. Nga cho biết họ coi lệnh của ICC là vô hiệu vì họ không phải là bên tham gia quy chế Rome. Moscow cũng bác bỏ những cáo buộc này là vô lý và chỉ ra rằng việc sơ tán dân thường khỏi vùng chiến sự, nơi họ phải đối mặt với nguy hiểm sắp xảy ra từ pháo binh và các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine, không phải là một tội ác. Bộ Ngoại giao Ukraine đã đe dọa Mông Cổ sẽ phải chịu hậu quả vì không bắt giữ Tổng thống Nga Vladimir Putin và giao nộp cho Tòa án Hình sự Quốc tế ICC khi ông đến Ulaanbaatar vào ngày 2 tháng 9. Chuyến thăm Mông Cổ của ông Putin là chuyến thăm đầu tiên của ông đến một quốc gia thành viên của ICC kể từ khi tòa án có trụ sở tại Hague ra lệnh bắt giữ ông vào năm ngoái. Lệnh này buộc 124 quốc gia thành viên của tòa án phải giam giữ ông Putin để dẫn độ nếu ông đặt chân đến đất nước của họ. Nhưng người phát ngôn của Điện Kremlin Dmitry Peskov đã nói trước chuyến đi rằng Moscow không lo ngại rằng những người bạn của chúng tôi từ Mông Cổ sẽ hành động theo lệnh của tòa án. Sau khi ông Putin hạ cánh an toàn, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine đã lên mạng xã hội để phàn nàn. Ông viết trên mạng xã hội X, việc chính phủ Mông Cổ không thực hiện lệnh bắt giữ ràng buộc của ICC đối với ông Putin là một đòn giáng nặng nề vào Tòa án Hình sự Quốc tế và hệ thống tư pháp hình sự quốc tế. ICC có thể chính thức lên án Mông Cổ vì không thực thi lệnh, tuy nhiên ICC không có thẩm quyền áp dụng tiền phạt, lệnh trừng phạt hoặc bất kỳ hình phạt nào khác. ICC cũng không có bất kỳ cơ chế nào để thực thi lệnh riêng của mình.
dựa vào các quốc gia thành viên để lựa chọn có tuân thủ hay không. Cả Nga và Ukraine đều không phải là bên ký kết quy chế Rome, thỏa thuận năm 1998 thành lập tòa án. Quốc hội Ukraine đã phê chuẩn quy chế này vào tháng trước, nhưng đã đưa vào một điều khoản nêu rõ rằng họ sẽ không công nhận thẩm quyền của tòa án đối với các vụ án có liên quan đến công dân Ukraine. Tòa án hình sự quốc tế đã ban hành lệnh bắt giữ vào tháng 3 năm 2023, cáo buộc ông Putin và Ủy viên quyền trẻ em Nga Maria Lvova-Belova về hành vi trục xuất bất hợp pháp trẻ em khỏi các khu vực bị chiếm đóng của Ukraine. Moscow bác bỏ những cáo buộc này là vô lý, chỉ cho rằng lực lượng của họ đang sơ tán dân thường khỏi khu vực chiến sự, nơi họ phải đối mặt với nguy hiểm sắp xảy ra từ các cuộc không kích bằng máy bay không người lái và pháo binh của Ukraine. Quân đội Nga đang tiến nhanh về trung tâm hậu cần trọng yếu Pokrov ở miền đông Ukraine. Cuộc đột kích cất dường như cản trở nỗ lực phòng thủ chính của Ukraine tại đây. Nếu Pokrov thất thủ, Kiev có nguy cơ mất toàn tỉnh Donetsk, đồng thời gặp khó khăn lớn trong chiến dịch tiến công cất. Tình hình gấp gáp tại thị trấn Pokrov. Trước khi nổ ra xung đột vũ trang Ukraine, thị trấn Pokrov có dân số lên tới 60.000 người. Hiện nay, thị trấn đã trở nên vắng vẻ sau nhiều đợt di tản. Tổng thống Ukraine ông Zelensky trong một phát biểu qua video gần đây nói rằng tình hình ở Pokrov là cực kỳ khó khăn. Nơi đây, phía Nga đang tập trung một lực lượng lớn. Vào ngày 30 tháng 8, Bộ Tổng tham mưu Ukraine thông báo có 50 vụ tấn công do Nga thực hiện gần Pokrov trong ngày. Viện Nghiên cứu Chiến tranh của Mỹ xác nhận, quân đội Nga tiếp tục có những bước tiến đáng kể ở cấp chiến thuật tại khu vực đông nam của Pokrov. Pokrov là trung tâm hậu cần trọng yếu của Ukraine, nằm tại giao lộ các trục đường sắt quan trọng nhất của đất nước này. Cư dân vùng tiền tuyến Ukraine gọi thị trấn này là đường sinh mệnh. Pokrov tạo nên xương sống của tuyến tiếp tế cho phòng tuyến Ukraine từ Vuleda tới bắc tỉnh Donetsk. Theo đại tá Markus Reiner, sĩ quan lục quân áo, kiêm sử gia quân sự và là trưởng ban nghiên cứu tại Học viện quân sự Theresien ở thủ đô Viên. Theo đại tá Markus Reiner, quân đội Nga tiến nhanh được ở khu vực này là nhờ sự thất thủ của thị trấn Adiivska thuộc vùng Donbass nằm cách Pokrov khoảng 25 km về phía đông. Nga chiếm được Adiivska vào tháng 2 năm 2024. Ban đầu, Ukraine xác định Adiivska là thị trấn pháo đài với nhiệm vụ bảo vệ các thành phố, thị xã, thị trấn, các tuyến đường bộ và đường sắt ở miền đông Ukraine. Từ tháng 2 vừa qua, Pokrov đã thay thế Adiivska để đảm nhận vai trò này. Thế nhưng, quân đội Nga đã đột phá qua hai phòng tuyến của Ukraine và đang thiết chặt vòng vây quanh thành trì kiên cố cuối cùng này của Ukraine. Tình hình quân sự quanh Pokrov lúc này rất phức tạp. Thực tế, quân đội Nga không nhất thiết phải kiểm soát được bản thân thị trấn này mới gây được tổn hại cho trung tâm hậu cần của Ukraine tại đây. Chỉ cần quân đội Nga tới được ngoại vi thị trấn đó, họ sẽ dễ dàng đưa được các tuyến tiếp tế huyết mạch của Ukraine tại đây vào tầm bắn của pháo binh Nga. Gustav Gressel, chuyên gia quân sự tại Berlin của Hội đồng Đối ngoại châu Âu, nói với đài truyền hình quốc tế của Đức DW rằng lực lượng Nga có thể san phẳng trung tâm hậu cần Pokrov. Ông này cũng bổ sung rằng kịch bản tệ nhất ngoài việc chiếm Pokrov là Nga đánh chiếm toàn bộ tỉnh Donetsk. Tuy nhiên, quân đội Ukraine vẫn có thể chặn các hành lang trên bộ của họ nếu Nga tiến tới được phòng tuyến Pokrov, theo Mikhailo Samut, giám đốc trung tâm lục quân, chuyển đổi và giải pháp ở Kiev. Chiến dịch cớt đang gây khó cho Ukraine như thế nào? Nhiều lữ đoàn với năng lực tăng cường phòng thủ những nơi khó khăn của Ukraine hiện đang bị kẹt trong chiến dịch của Ukraine tấn công cớt. Theo Kiev, Ukraine đã kiểm soát được 1.300 km2 lãnh thổ Nga và hơn 100 ngôi làng ở vùng cớt. Trong một buổi họp báo mới đây, Tổng thống Zelensky nói rằng chiến dịch cớt là một phần trong kế hoạch rộng lớn hơn nhằm đem lại chiến thắng cho Ukraine. Chuyên gia người Áo Reiner nhận định, nếu một trong các mục tiêu của Ukraine là ép Nga điều lực lượng lớn từ miền đông Ukraine về cớt, thì mục tiêu này đã không đạt được. Ông Reiner bổ sung, thật không may, cuộc tấn công cớt không có tác động trực tiếp lớn nào vào hoạt động quân sự của Nga ở vùng Donbass. Điện Kremlin mới chỉ đưa một số lượng nhỏ binh sĩ có kinh nghiệm từng triển khai ở vùng Donbass sang tỉnh cớt. Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Sinsky cho biết, có khoảng 30.000 binh lính Nga tham gia vào cuộc điều chuyển này. Chuyên gia Gressel của Hội đồng Đối ngoại châu Âu đánh giá, chiến dịch cớt là một canh bạc, chứa đựng nhiều rủi ro quân sự đáng kể. Chuyên gia Samert thì lại có cái nhìn lạc quan hơn. Ông này cho rằng, chiến dịch của Ukraine tại cớt càng tiến triển, thì Điện Kremlin sẽ buộc phải rút bớt nguồn lực khỏi Ukraine để hỗ trợ cho mặt trận cớt. Bộ Quốc phòng Nga vừa thông báo, các đơn vị thuộc nhóm quân trung tâm của Nga đã giải phóng làng Kirovo, Ukraine gọi là Pivnino, thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng và tiếp tục tiến sâu vào hàng phòng ngự của lực lượng Ukraine.
Theo Bộ Quốc phòng Nga, chiến dịch kiểm soát Kirovo đã được lên kế hoạch và thực hiện cẩn thận trước sức kháng cự quyết liệt của quân đội Ukraine. Sau một loạt cuộc đụng độ, quân đội Nga đã có thể thiết lập quyền kiểm soát điểm dân cư có tầm quan trọng chiến lược này. Việc giải phóng làng Kirovo sẽ giúp Nga sau này có thể chiếm được Zhezhenk, nơi năm 2014 đã trở thành khu vực kiên cố vững chắc của lực lượng vũ trang Ukraine với mạng lưới đường sắt phát triển. Ngoài ra, các máy bay chiến đấu còn tấn công đội hình của các lữ đoàn cơ giới số 44, lữ đoàn tấn công đường không số 95, lữ đoàn bộ binh 142 và kiểm lâm viên số 71 của lực lượng vũ trang Ukraine tại các khu định cư Grodovka, Kalinovo, Mikhailovka, Rozovka và Zutva thuộc DPA. Quân đội Nga cũng đã đẩy lùi 7 cuộc phản công của các nhóm tấn công thuộc các lữ đoàn cơ giới số 3253, lữ đoàn Jagger số 68 của lực lượng vũ trang Ukraine và lữ đoàn thủy quân lục chiến số 37. Trước đó, nhóm quân trung tâm của Nga cũng đã giành được thắng lợi lớn. Báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, nhờ hành động tích cực của các đơn vị thuộc nhóm quân trung tâm, các khu định cư Olovka, Kamisevka, Nikolaevka và Novoselnoy ở Donetsk đã được giải phóng. Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một tuyên bố, trong vòng một tuần, 58 quân nhân Ukraine đã đầu hàng ở chiến tuyến. Các đơn vị của nhóm quân miền Đông đã chiếm giữ các tuyến và vị trí thuận lợi hơn. Trong tuần, các cánh quân của Nga đã tiêu diệt tổng cộng hàng nghìn binh sĩ Ukraine và hàng trăm trang thiết bị vũ khí. Hạm đội Biển Đen đã phá hủy 6 thuyền không người lái của Ukraine. Ngày 30 tháng 8, sĩ quan tiểu đoàn Azov của Ukraine Roman Ponomarenko thừa nhận trên kênh Telegram của mình rằng tình hình Donbass rất nguy cấp. Sĩ quan Roman Ponomarenko viết, trong một thời gian dài, tình hình ở Donbass được coi là khó khăn nhưng có thể kiểm soát được. Tuy nhiên, hiện tại có vẻ như lực lượng phòng thủ của lực lượng vũ trang ở Donbass đã sụp đổ. Lực lượng của Ukraine vô tổ chức, quân đội mệt mỏi, suy yếu, nhiều đơn vị mất tinh thần. Phía Nga thì không đột phá sâu vì quân của họ cũng kiệt sức như của chúng ta. Tuy nhiên, họ vẫn giữ được lợi thế về số lượng đáng kể và có kho đạn dược dự trữ không giới hạn, chúng ta chưa thể ngăn chặn được. Ngày 31 tháng 8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chia sẻ trên kênh Telegram của ông việc quân đội Ukraine cùng lúc phải đối mặt với các vấn đề ở bốn hướng của mặt trận. Đó là tình trạng diễn ra ở một phần của tỉnh Donetsk cũng như Kharkov. Ông Zelensky viết, hôm nay tôi đã trao đổi với Tổng tư lệnh Alexander Sirsky, hướng Poprov có nhiều cuộc tấn công nhất, và các hướng Kramatov, Torez, Nga gọi là Zelensky, Kubiansk cũng không dễ dàng gì. Nhà báo người Đức Christoph Warner lưu ý rằng quân đội Ukraine đang gặp vấn đề ở Donbass. Theo phóng viên người Đức Christoph Warner, tình hình trên chiến trường của Ukraine là rất khó khăn. Các đơn vị của các lực lượng vũ trang Ukraine buộc phải rút khỏi các vị trí quan trọng trong tuyến phòng thủ của họ do Nga tấn công. Thưa quý vị, hình ảnh quay từ 10 UAV cho thấy khoảng 10 xe thiết giáp của Ukraine ở tỉnh Sumy bị tấn công bằng tên lửa Iskander và pháo phản lực phóng loạt. Đoạn video mới được các blogger quân sự chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy, lực lượng Nga đã tiến hành một cuộc tấn công phối hợp nhằm vào lực lượng dự bị của Ukraine ở Sumy, bên kia biên giới tỉnh Kursk của Nga. Các cuộc giao tranh đã diễn ra ở tỉnh Kursk kể từ khi Ukraine mở chiến dịch đột kích qua biên giới vào đầu tháng 8. Trong khi lực lượng Ukraine nỗ lực tiến sâu hơn vào lãnh thổ Nga, Moscow đã tìm cách đẩy lùi đối phương đồng thời tiếp tục tấn công các mục tiêu ở tỉnh Sumy bên kia biên giới. Đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội tối ngày 31 tháng 8 cho thấy một cuộc tấn công nhắm vào đoàn xe tiếp viện của Ukraine ở phía nam thành phố Sumy, cách biên giới Nga khoảng 40 km. Theo kênh Telegram NGP Raspeka, tài khoản đầu tiên chia sẻ đoạn video, lực lượng giám sát của Nga đã phát hiện ra lực lượng dự bị của Ukraine từ sớm nhưng quyết định để đối phương tập trung lại một chỗ mới tấn công để gây ra thiệt hại nhiều nhất có thể. Theo đoạn video do máy bay không người lái AUV giám sát ghi lại, lực lượng Nga đã tiến hành một cuộc tấn công kết hợp, đầu tiên là dội hai quả tên lửa đạn đạo, có thể là Iskander được trang bị đầu đạn chùm và đầu đạn phân mảnh. Sau đó, lực lượng Ukraine dường như bị tấn công bằng một loạt đạn từ hệ thống tên lửa phóng loạt. Bộ Quốc phòng Nga chưa chính thức xác nhận cuộc tấn công mới nhất. Tuy nhiên, sáng cùng ngày, quân đội Nga đã báo cáo về việc phá hủy một nhà kho chứa tên lửa và pháo của Ukraine ở cùng khu vực. Trong một video do quân đội Nga công bố, có thông tin cho biết họ tấn công địa điểm này bằng tên lửa đạn đạo phóng từ hệ thống Iskander-M. Bộ phận giám sát xác nhận có các vụ nổ lặp đi lặp lại kéo dài tại cơ sở này và nó đã bị cháy rụi hoàn toàn sau đó. Các cuộc tấn công liên tiếp của Ukraine bằng tên lửa và máy bay không người lái đã khiến hệ thống phòng không của Nga bị kéo căng, khiến Moscow gặp khó khăn trong việc quyết định nên bảo vệ khu vực nào trước.
Theo giới phân tích, sau khi Ukraine thay đổi chiến thuật và tiến hành nhiều cuộc tập kích vào lãnh thổ Nga, Moscow sẽ phải xem xét cần bố trí hệ thống phòng không ở những nơi nào. Điều này đang tạo cho Kiev những cơ hội mới để nhắm vào các khu vực mà Nga có sự phòng thủ yếu hơn. Trong bản cập nhật tình hình chiến sự, các nhà phân tích tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW đánh giá Nga dường như không có đủ hệ thống phòng không để bảo vệ tất cả các khu vực của nước này. Theo các chuyên gia quân sự, Ukraine đang buộc Nga phải cân nhắc nơi cần bảo vệ bằng cách tấn công ngày càng nhiều các địa điểm ở Nga. Nhất là, thời gian gần đây, phương Tây đã cho phép Ukraine sử dụng vũ khí của họ để tấn công một số mục tiêu quân sự ở Nga. Điều này đã tạo ra sự thay đổi lớn bởi trước đó, Kiev chỉ được dùng vũ khí phương Tây tấn công các mục tiêu trong lãnh thổ do Nga kiểm soát ở Ukraine. Ukraine đã tăng cường sử dụng các phương tiện không người lái mang chất nổ tập kích sân bay, cơ sở dầu mỏ nằm sâu hàng trăm km bên trong lãnh thổ Nga. Ông Justin Bronk, một chuyên gia tại Viện Các Quân chủng Thống nhất Hoàng gia Anh nhận định, Kiev dường như đang theo đuổi một chiến lược rõ ràng, buộc không quân Nga phải rời khỏi các căn cứ của họ trong phạm vi vài trăm km tính từ biên giới Ukraine hoặc buộc Moscow phải dành số lượng lớn hệ thống phòng không để bảo vệ những căn cứ này. Theo đánh giá của ISW, việc Ukraine gia tăng tần suất tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái đã gây áp lực lớn đối với mạng lưới phòng không Nga, khiến Bộ Chỉ huy Quân sự Nga phải đau đầu phân bổ các hệ thống phòng không vốn có số lượng hạn chế để bảo vệ những mục tiêu mà họ cho là có giá trị cao. Hình ảnh vệ tinh cho thấy, Nga đã tập trung một số hệ thống phòng không bảo vệ dinh thự của Tổng thống Putin tại Verdai, tỉnh Leningrad. Michael Clark, chuyên gia tại Viện Các Quân chủng Thống nhất Hoàng gia Anh, đồng thời là cố vấn an ninh quốc gia của Anh, cho rằng cả Nga và Ukraine có lẽ chưa bao giờ lường trước được tầm quan trọng và sự lợi hại của máy bay không người lái trong cuộc giao tranh này. Người đứng đầu khu vực Tatarstan của Nga cho biết, các công ty và chính quyền địa phương của Nga đang phải tự bảo vệ họ trước những cuộc tập kích bằng máy bay không người lái của Ukraine, thay vì dựa vào hệ thống phòng thủ quốc gia sau khi các mục tiêu trong khu vực bị tấn công. Thời gian qua, Ukraine cũng nhiều lần nhắm mục tiêu vào bán đảo Crimea, nơi Nga sáp nhập từ năm 2014. Chuyên gia Bailey lưu ý, Ukraine đã tiến hành một chiến dịch khá nhất quán mạng lưới phòng không của Nga tại Crimea. Ukraine đã phá hủy một số radar và hệ thống phòng không của Nga, khiến Moscow bị suy giảm khả năng bảo vệ không phận Crimea. Không chỉ tấn công mạng lưới phòng không của Nga, Kiev còn sử dụng các lỗ hổng trong mạng lưới này để tấn công căn cứ không quân và căn cứ hải quân của đối phương. Nhà phân tích Clark tại Viện Các Quân chủng Thống nhất Hoàng gia Anh cho rằng, hệ thống phòng thủ của Nga phải chịu áp lực lớn hơn bao giờ hết vì trong bối cảnh tiền tuyến tương đối tĩnh lặng, Kiev ngày càng tập trung vào việc tấn công các khu vực do Nga chiếm giữ và thậm chí bên trong lãnh thổ Nga. Tuy nhiên, các chuyên gia về xung đột cho biết, Ukraine cũng đang ở thế bất lợi vì Mỹ không cho phép họ sử dụng vũ khí tầm xa mà họ đã cung cấp để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, nơi có nhiều máy bay chiến đấu mà Moscow sử dụng để tấn công Ukraine. Bà Mariana Bezuklaya, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng của Quốc hội Ukraine, mới đây đã cáo buộc quân đội cố gắng giảm nhẹ thiệt hại từ việc mất máy bay chiến đấu F-16 của Mỹ và nói rằng máy bay có thể đã bị hỏa lực của đồng minh bắn rơi. Kiev đã xác nhận việc mất một chiếc F-16 cùng với phi công của nó, nhưng vẫn chưa công bố nguyên nhân. Theo thông tin của tôi, chiếc F-16 do Alexei Munfismet lái đã bị hệ thống tên lửa phòng không Patriot bắn trúng do sự phối hợp kém giữa các đơn vị. Bà Bezuklaya viết trên Telegram và lưu ý rằng tất cả các báo cáo chính thức cho đến nay đều khẳng định rằng anh ta chỉ đơn giản là mất kiểm soát. Bà nói thêm, chiến tranh là chiến tranh. Những sự cố như vậy là có thể, nhưng một nền văn hóa dối trá dẫn đến một hệ thống quản lý các quyết định quân sự không được cải thiện dựa trên phân tích chính xác, được thu thập liên tục mà còn tồi tệ hơn và thậm chí sụp đổ như đã thấy ở hướng Pokrov. Bà đề cập đến sự tiến quân gần đây của Nga về phía thành phố Pokrov ở Donbass. Bà Bezuklaya là thành viên của Đảng Đầy tớ của Nhân dân, của Tổng thống Volodymyr Zelensky và là Phó Chủ tịch Ủy ban Phụ trách An ninh Quốc gia của Quốc hội. Bà đã nhiều lần chỉ trích các quan chức quân sự cấp cao Ukraine. Điều đó khiến bà có tên trên trang Mirror Voret, thường được gọi là danh sách tử thần. Sau phát biểu của bà, cựu phát ngôn viên lực lượng không quân thuộc lực lượng vũ trang Ukraine Yuri Inat đã kêu gọi cơ quan an ninh Ukraine và Cục Điều tra Nhà nước mở vụ án chống lại bà vì những phát ngôn nhạo báng chống lại quân đội và nhà nước. Theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, sự cố máy bay chiến đấu xảy ra khi các tiêm kích F-16 được triển khai cùng với các đơn vị của lực lượng tên lửa phòng không để chống trả một đợt tấn công phối hợp của Nga vào đầu tuần này. Vào một thời điểm nào đó, mất liên lạc với một trong các máy bay trước khi được xác nhận rằng nó đã rơi xuống. Bộ Quốc phòng Ukraine đã thành lập một ủy ban đặc biệt để điều tra về sự cố.
Trong khi đó, một nguồn tin từ không quân Ukraine nói với đài Voice of America rằng các nguyên nhân tiềm năng đang được xem xét, bao gồm lỗi của phi công, sự cố kỹ thuật và hỏa lực đồng minh từ phòng không Ukraine. Một nguồn tin khác cho CNN biết rằng lực lượng quốc phòng Ukraine không tin rằng lỗi của phi công là nguyên nhân. Không quân Ukraine đã tuyên bố rằng phi công Alexei Mets với biệt danh Moonfish, một trong số ít những người đã được đào tạo ở phương Tây để lái F-16, đã bắn hạ 3 tên lửa hành trình và một UAV tấn công. Không quân cũng giữ im lặng về nguyên nhân của sự cố. Khi được hỏi liệu có cơ hội nào chiếc F-16 này bị bắn hạ bởi hỏa lực đồng minh từ một trong các tên lửa Patriot của Ukraine sở hữu hay không, Phó thư ký báo chí Lầu Năm Góc Sabri Singh đã trả lời, điều đó thực sự là vấn đề cần được Ukraine giải quyết. Bà Singh nói thêm, Mỹ chưa được yêu cầu tham gia vào bất kỳ cuộc điều tra nào về sự cố này. Vì vậy, về việc liệu phi công này có bị chết do hỏa lực của chính đồng minh hay không, tôi không thể bình luận về điều đó. Bộ Tổng tham mưu Ukraine xác nhận một máy bay chiến đấu F-16 do phương Tây cung cấp đã bị Nga phá hủy cùng với phi công. Một số máy bay do Mỹ sản xuất được chuyển giao cho Ukraine vào đầu tháng này. Trong đó, ngày 27 tháng 8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã xác nhận rằng các máy bay F-16 đã tham gia vào cuộc tấn công bằng tên lửa lớn của Nga vào ngày 26 tháng 8. Đã mất liên lạc với một trong những máy bay khi nó đang bám theo mục tiêu. Hóa ra máy bay này đã bị rơi và phi công đã tử nạn. Bộ Tổng tham mưu cho biết trong một tuyên bố vào tối ngày 29 tháng 8, Bộ Quốc phòng Ukraine đã thành lập một ủy ban đặc biệt để điều tra vụ việc. Một nguồn tin trong không quân Ukraine nói với VOA News rằng trong số các phương án được xem xét có lỗi của phi công, trục trặc kỹ thuật và bắn nhầm từ lực lượng phòng không Ukraine. Trước đó trong ngày, tờ Wall Street Journal và CNN đưa tin rằng một trong những chiếc F-16 của Ukraine đã bị phá hủy trong một vụ tai nạn vào ngày thứ Hai. Một tờ trích dẫn nguồn tin từ quan chức Mỹ và nguồn tin ở Kiev có những báo cáo trái ngược nhau về việc liệu lỗi của phi công có phải là nguyên nhân hay không. Phi công tử nạn được xác định là Alexei Mets, biệt danh là Moonfish, một trong số ít phi công Ukraine được đào tạo ở phương Tây để lái máy bay F-16. Sự ra đi của anh lần đầu tiên được tiết lộ qua cáo phó được đăng trên mạng xã hội bởi một thành viên hội đồng tại thị trấn Lutsk, quê hương của Mets. Anh và một trong những người bạn cùng phi đội là Andrei Jules Pinchikov là những người đại diện cho chiến dịch mua máy bay F-16 của Ukraine, trả lời nhiều cuộc phỏng vấn phương tiện truyền thông phương Tây. Pinchikov đã từ trần vào tháng 8 năm ngoái. Mặc dù các thành viên của Liên minh F-16 của NATO đã hứa giao hàng chục máy bay cho Kiev, nhưng theo báo cáo thì chỉ có 6 chiếc được giao cho đến nay. Một công ty của Nga đã treo giải thưởng 15 triệu rúp, tương đương với 170.000 đô la Mỹ, cho bất kỳ ai bắn hạ được chiếc F-16 đầu tiên trong chiến đấu. Cho đến nay vẫn chưa có ai đứng ra nhận thưởng. Nga cho biết các máy bay F-16 do Mỹ sản xuất sẽ không tạo ra sự khác biệt trên chiến trường và sẽ bị hủy giống như các thiết bị quân sự khác mà phương Tây cung cấp cho Kiev kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu. Hình ảnh quay từ 10 UAV cho thấy khoảng 10 xe thiết giáp của Ukraine ở tỉnh Sumy bị tấn công bằng tên lửa Iskander và pháo phản lực phóng loạt. Đoạn video mới được các blogger quân sự chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy lực lượng Nga đã tiến hành một cuộc tấn công phối hợp nhằm vào lực lượng dự bị của Ukraine ở Sumy, bên kia biên giới tỉnh Kursk của Nga. Các cuộc giao tranh đã diễn ra ở tỉnh Kursk kể từ khi Ukraine mở chiến dịch đột kích qua biên giới vào đầu tháng 8. Trong khi lực lượng Ukraine nỗ lực tiến sâu hơn vào lãnh thổ Nga, Moscow đã tìm cách đẩy lùi đối phương đồng thời tiếp tục tấn công các mục tiêu ở tỉnh Sumy bên kia biên giới. Đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội tối ngày 31 tháng 8 cho thấy một cuộc tấn công nhắm vào đoàn xe tiếp viện của Ukraine ở phía nam thành phố Sumy, cách biên giới Nga khoảng 40 km. Theo kênh Telegram NGP Raspeka, tài khoản đầu tiên chia sẻ đoạn video, lực lượng giám sát của Nga đã phát hiện ra lực lượng dự bị của Ukraine từ sớm nhưng quyết định để đối phương tập trung lại một chỗ mới tấn công để gây ra thiệt hại nhiều nhất có thể. Theo đoạn video do máy bay không người lái AUV giám sát ghi lại, lực lượng Nga đã tiến hành một cuộc tấn công kết hợp, đầu tiên là dội hai quả tên lửa đạn đạo, có thể là Iskander được trang bị đầu đạn chùm và đầu đạn phân mảnh. Sau đó, lực lượng Ukraine dường như bị tấn công bằng một loạt đạn từ hệ thống tên lửa phóng loạt. Bộ Quốc phòng Nga chưa chính thức xác nhận cuộc tấn công mới nhất. Tuy nhiên, sáng cùng ngày, quân đội Nga đã báo cáo về việc phá hủy một nhà kho chứa tên lửa và pháo của Ukraine ở cùng khu vực. Trong một video do quân đội Nga công bố, có thông tin cho biết họ tấn công địa điểm này bằng tên lửa đạn đạo phóng từ hệ thống Iskander-M. Bộ phận giám sát xác nhận có các vụ nổ lặp đi lặp lại kéo dài tại cơ sở này và nó đã bị cháy rụi hoàn toàn sau đó.
các cuộc tấn công liên tiếp của Ukraine bằng tên lửa và máy bay không người lái đã khiến hệ thống phòng không của Nga bị kéo căng, khiến Moscow gặp khó khăn trong việc quyết định nên bảo vệ khu vực nào trước. Theo giới phân tích, sau khi Ukraine thay đổi chiến thuật và tiến hành nhiều cuộc tập kích vào lãnh thổ Nga, Moscow sẽ phải xem xét cần bố trí hệ thống phòng không ở những nơi nào. Điều này đang tạo cho Kiev những cơ hội mới để nhắm vào các khu vực mà Nga có sự phòng thủ yếu hơn. Trong bản cập nhật tình hình chiến sự, các nhà phân tích tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW đánh giá Nga dường như không có đủ hệ thống phòng không để bảo vệ tất cả các khu vực của nước này. Theo các chuyên gia quân sự, Ukraine đang buộc Nga phải cân nhắc nơi cần bảo vệ bằng cách tấn công ngày càng nhiều các địa điểm ở Nga. Nhất là, thời gian gần đây, phương Tây đã cho phép Ukraine sử dụng vũ khí của họ để tấn công một số mục tiêu quân sự ở Nga. Điều này đã tạo ra sự thay đổi lớn bởi trước đó, Kiev chỉ được dùng vũ khí phương Tây tấn công các mục tiêu trong lãnh thổ do Nga kiểm soát ở Ukraine. Ukraine đã tăng cường sử dụng các phương tiện không người lái mang chất nổ tập kích sân bay, cơ sở dầu mỏ nằm sâu hàng trăm km bên trong lãnh thổ Nga. Ông Justin Bronk, một chuyên gia tại Viện Các Quân chủng Thống nhất Hoàng gia Anh nhận định, Kiev dường như đang theo đuổi một chiến lược rõ ràng, buộc không quân Nga phải rời khỏi các căn cứ của họ trong phạm vi vài trăm km tính từ biên giới Ukraine hoặc buộc Moscow phải dành số lượng lớn hệ thống phòng không để bảo vệ những căn cứ này. Theo đánh giá của ISW, việc Ukraine gia tăng tần suất tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái đã gây áp lực lớn đối với mạng lưới phòng không Nga, khiến Bộ Chỉ huy quân sự Nga phải đau đầu phân bổ các hệ thống phòng không vốn có số lượng hạn chế để bảo vệ những mục tiêu mà họ cho là có giá trị cao. Hình ảnh vệ tinh cho thấy, Nga đã tập trung một số hệ thống phòng không bảo vệ dinh thự của Tổng thống Putin tại Verdai, tỉnh Leningrad. Michael Clark, chuyên gia tại Viện Các Quân chủng Thống nhất Hoàng gia Anh, đồng thời là cố vấn an ninh quốc gia của Anh, cho rằng cả Nga và Ukraine có lẽ chưa bao giờ lường trước được tầm quan trọng và sự lợi hại của máy bay không người lái trong cuộc giao tranh này. Người đứng đầu khu vực Tatarstan của Nga cho biết, các công ty và chính quyền địa phương của Nga đang phải tự bảo vệ họ trước những cuộc tập kích bằng máy bay không người lái của Ukraine, thay vì dựa vào hệ thống phòng thủ quốc gia sau khi các mục tiêu trong khu vực bị tấn công. Thời gian qua, Ukraine cũng nhiều lần nhắm mục tiêu vào bán đảo Crimea, nơi Nga sáp nhập từ năm 2014. Chuyên gia Bailey lưu ý, Ukraine đã tiến hành một chiến dịch khá nhất quán mạng lưới phòng không của Nga tại Crimea. Ukraine đã phá hủy một số radar và hệ thống phòng không của Nga, khiến Moscow bị suy giảm khả năng bảo vệ không phận Crimea. Không chỉ tấn công mạng lưới phòng không của Nga, Kiev còn sử dụng các lỗ hổng trong mạng lưới này để tấn công căn cứ không quân và căn cứ hải quân của đối phương. Nhà phân tích Clark tại Viện Các Quân chủng Thống nhất Hoàng gia Anh cho rằng, hệ thống phòng thủ của Nga phải chịu áp lực lớn hơn bao giờ hết vì trong bối cảnh tiền tuyến tương đối tĩnh lặng, Kiev ngày càng tập trung vào việc tấn công các khu vực do Nga chiếm giữ và thậm chí bên trong lãnh thổ Nga. Tuy nhiên, các chuyên gia về xung đột cho biết, Ukraine cũng đang ở thế bất lợi vì Mỹ không cho phép họ sử dụng vũ khí tầm xa mà họ đã cung cấp để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, nơi có nhiều máy bay chiến đấu mà Moscow sử dụng để tấn công Ukraine. Đòn tấn công từ máy bay không người lái UAV góc nhìn thứ nhất FPV của Nga khiến xe tăng Ukraine hoạt động ở cớt nổ tung. Theo hãng tin RT, một đoạn video ngắn ghi lại cảnh vụ tấn công được Lữ đoàn Bộ binh Hải quân Cận vệ số 810 của Nga công bố trên mạng xã hội hôm 27 tháng 8. Đây là lực lượng huy động để ngăn chặn cuộc xâm nhập của Ukraine vào vùng cớt của Nga. Bộ Quốc phòng Nga hôm 28 tháng 8 cũng đã xác nhận đoạn video và cho biết cuộc tấn công diễn ra ở vùng cớt. Chiếc xe tăng của Ukraine được một số hãng truyền thông xác định là T-72M1 đã bị đưa vào tầm ngắm của FPV Nga khi nó xuất hiện ở vùng đất trống gần làng Onkovka, cách thị trấn biên giới xuất ra khoảng 30 km, nơi các lực lượng Kiev đang chiếm đóng. Trong video, xe tăng Ukraine vừa di chuyển vừa bắn đạn từ súng chính, rồi đứng yên trên con đường đất. Sau đó góc nhìn từ chiếc FPV cho thấy phương tiện này đang lảng vảng đến điểm yếu ở phía sau của tháp pháo xe tăng. Toàn cảnh của tấn công được một UAV khác ghi lại. Ngay khi FPV của Nga lao thẳng vào xe tăng Ukraine, cú va chạm đã gây ra một vụ nổ lớn, thổi bay tháp pháo khỏi thân chính đi vài mét. Chiếc xe sau đó bị nhấn chìm trong biển lửa và bị phá hủy do vụ nổ thứ cấp. Đoạn video không đề cập tới thông tin kiếp lái có đang điều khiển chiếc xe tăng Ukraine vào thời điểm bị tấn công hay không. Các FPV có thể được sử dụng để phá hủy hoàn toàn những phương tiện đã bị vô hiệu hóa và bị bỏ rơi trên chiến trường, từ đó khiến đối phương không thể thu hồi và sửa chữa. Kiev đã điều động hàng nghìn binh sĩ tấn công vùng cớt của Nga hôm 6 tháng 8. Ước tính thiệt hại của quân đội Ukraine trong chiến dịch này là hơn 6.600 binh sĩ, 73 xe tăng, hàng trăm phương tiện quân sự và hàng chục vũ khí hạng nặng.